lực với tên ngáo Husky kén ăn nhưng vẫn bị con sen lừa. Nuôi một ông Husky cứ như là nuôi một ông hoàng ấy mọi người ạ. Này ăn uống cũng phải có quy trình đàng hoàng mới chịu ăn nha. Thấy con sen chỉ đổ bánh một cách hời hợt từ trong hộp ra rồi cho mình ăn, bạn Husky này liền tỏ thái độ chê ra mặt và nhất quyết không chịu ăn. Gì đây, không nấu nướng gì mà cho tôi ăn à sen? Nhìn là bắt được bệnh, cô sen liền có chiêu trị ngay. Muốn quy trình thì có quy trình đây. Cô giả vờ sơ chế món bánh chẳng cần sơ chế một chút ấy, bắt lên bếp lại vờ cho gia vị ngay trước mặt boss. Đây, nhìn đây, tôi làm theo ý mấy người rồi đấy nhé. Một loạt các thao tác thì bạn ngáo này mới chịu ăn. Rồi, nó khác nhau chỗ nào mà giờ mới chịu ăn? Sinh hoạt ấy mà, phải có xíu hình thức nó mới màu sắc. Ngáo ấy mà, vẫn mãi là ngáo thôi. Chỉ là giờ còn nhỏ thì người ta là ngáo mầm non nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.